Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm đó là cái con xoáy, con ke xoáy này thì nó giúp lấy thăng bằng cho cái viên gạch khi mà chúng ta ốp lát, nó rất là tốt. Đấy, một túi này của nó là 50 con, 50 con thì trong túi có tặng kèm một cái con cà lê này luôn để chúng ta xoáy vào. Đấy, chúng ta sẽ đặt vào như này. Đây, chúng ta sẽ đặt vào và để cho cái chữ T này nó gánh hai cái viên gạch lên, còn cái này nó sẽ xoáy xuống, thì khi mà nó xoáy xuống thì nó sẽ giữ cái viên gạch vào để cho cái viên gạch nó thăng bằng nhau. Đấy, thì mình sẽ xoáy thử cho các bạn xem. Đấy, đây ví dụ như đây là hai viên gạch men này, mình đã chuẩn bị sẵn này. Đây, các bạn cho vào này, cho vào, chúng ta đặt cái viên gạch này lên cái lẫy của cái sắt này. Sau đó thì chúng ta giữ nguyên, ổn định và chúng ta xoáy. Xoáy cái này bao giờ nó căng xuống mà cái viên gạch này nó bằng lên thì là ok. Đấy, chúng ta có thể sử dụng tay hoặc sử dụng cái con này để chúng ta xoáy. Đấy, chúng ta xoáy thì nó sẽ cố định lại, cố định luôn. Đấy, và cái mặt bằng của cái này rất là tốt này. Đấy, các bạn thấy không? Ví dụ bình thường thì mình để đầu này không có thì nó sẽ bị kích này. Đấy, nó sẽ bị kích, nhưng mà mình đã cố định được hai cái đầu này rồi thì gạch rất là phẳng luôn. Đấy, gạch rất là phẳng và đẹp luôn, không bị vấp nữa. Đấy, các bạn quan sát, đấy là cái công dụng của cái con xoáy này, là con xoáy ốp lát này là như vậy. Thì chúng ta sau khi mà vữa khô thì chúng ta chỉ cần xoáy ra và rút lên là xong. Đó, con này thì có thể tái sử dụng được rất là nhiều lần, rất là tốt luôn. Đấy, một bịch của nó là 50 con các bạn. Anh em thợ xây hoặc là gia đình mình mua về cho các bác thợ làm thì công trình của mình nó sẽ chuẩn chỉ và ok hơn. Đấy, là các bạn nắm được nó là như thế thì để mình sử dụng cho công trình nhà mình rất là tiện lợi và có thể tái sử dụng nhiều lần. Tái sử dụng nhiều lần cho một cái nhà các bạn lát nhiều tầng hoặc là anh em thợ. Đấy, các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn 0936 863 268 để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.